Manchester City đã giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh lần thứ tư liên tiếp và đây sẽ là tâm điểm bản tin ngày 20 tháng 5. Bên cạnh đó, nhiều cập nhật hấp dẫn cũng sẽ có mặt trong clip ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh bình luận viên Anh Quân News và hãy bắt đầu ngay bây giờ. Manchester City vô địch Premier League. Manchester United kết thúc mùa giải với vị trí thứ 8. Liverpool hạ Wolves trong ngày chia tay Jurgen Klopp. Nắm quyền tự quyết ở cuộc đua vô địch nên Manchester City tỏ ra cực kỳ tự tin khi đụng độ West Ham. Ngày phút thứ 2, Phil Foden khiến bầu không khí trên sân Etihad trở nên náo nhiệt với bàn thắng mở tỷ số. Ngôi sao xứ sương mù sau đó cũng là người nhân đôi cách biệt để đưa The Citizen đến gần hơn với ngôi vương. Thế nhưng, sự kịch tính đã xuất hiện khi West Ham rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 42. Tuy vậy, bàn thắng của Rodri đã giúp Man City đã giành trọn 3 điểm cùng với tỷ số 3-1. Cập nhật trên chính thức biến đội chủ sân Etihad thành nhà vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này. Quan trọng hơn, The Citizen chính là tập thể đầu tiên có 4 lần lên ngôi liên tiếp ở sân chơi hấp dẫn nhất xứ sở sương mù. Quả thật là ấn tượng và rất khó để một tập thể nào có thể tái lập kỳ tích mà thầy trò Pep Guardiola vừa tạo được. Đụng độ Everton ở vòng hạ màn EPL và pháo thủ đã để đội bạn mở tỷ số ở phút 40. Thế nhưng Tomiyasu đã kịp lên tiếng để đưa cuộc đấu về lại thế cân bằng trước khi bước vào giờ nghỉ. Hiệp 2 ghi nhận sự cố gắng của thầy trò Mikel Arteta và họ đã có được bàn thắng quyết định của Kai Havertz ở phút 89. Chung cuộc, Arsenal thắng kịch tính Everton 2-1 để khép lại mùa giải với 89 điểm. Dù chưa thể giải cơn khát vô địch giải Ngoại hạng Anh, pháo thủ hoàn toàn có thể tự hào với những gì mình đã thể hiện trong thời gian qua. Một cuộc đấu khác cũng được truyền thông quan tâm là màn chạm trán giữa Liverpool và Wolves trong ngày chia tay huấn luyện viên Jurgen Klopp. Với quyết tâm rất lớn, đại diện thành phố cảng đã nhẹ nhàng hạ gục bầy sói với các pha lập công của Alexis McAllister và Jaren Cancha. Chiến thắng 2-0 vừa nêu giúp Liverpool có 82 điểm sau 38 vòng đấu và đứng vị trí thứ 3 chung cuộc. Quan trọng hơn, đây cũng có thể coi là món quà tạm biệt mà lữ đoàn đỏ dành cho huấn luyện viên Jurgen Klopp sau thời gian gắn bó với rất nhiều thành công. Phải đến làm khách trên sân Brighton ở trận cầu đêm qua và Manchester United đã bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng ở 45 phút đầu tiên. Mọi chuyện chỉ thay đổi trong hiệp 2 khi Diogo Dalot mở tỷ số cho Quỷ Đỏ. Mọi chuyện sau đó an bài với bàn thắng nhân đôi cách biệt do công của Rasmus Højlund. Chung cuộc, Manchester United đánh bại Brighton 2-0 và kết thúc mùa giải vị trí thứ 8 với 60 điểm ở trong tay. Một ông lớn khác cũng đã có chiến thắng đêm qua, đó là Chelsea khi đụng độ Bournemouth. Được biết, Moises Caicedo là người mở tỷ số cho The Blue ở phút 17 và đây cũng là pha lập công duy nhất của hiệp 1. Thời gian còn lại chứng kiến việc Sterling nhân đôi cách biệt cho đại diện thành London, còn Bournemouth cũng có cho mình pha lập công danh dự. Vì vậy, Chelsea đã thắng sát nút Bournemouth 2-1 để kéo dài chuỗi trận ấn tượng giai đoạn cuối mùa. Sau 38 vòng đấu, The Blue đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 63 điểm ở trong tay. Chỉ phải gặp một đội bóng đã rất hạng là Sheffield United, nên Tottenham đã có màn thị uy sức mạnh tương đối ấn tượng. Phút 14, Dejan Kulusevski mở tỷ số cho gà trống và đây cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1. Thời gian sau đó ghi nhận việc Kulusevski hoàn thành cú đúp, còn Petro Pojo cũng tạo dấu ấn với bàn thắng ở phút 59. Chung cuộc, Tottenham đại thắng Sheffield 3-0 để kết thúc mùa giải với vị trí thứ 5. Real Madrid cùng Villarreal vừa tạo ra một cơn mưa bàn thắng ở cuộc chạm trán vòng 37 La Liga. Được biết, tiền đạo Alexander Solot của tàu ngầm vàng là ngôi sao sáng nhất trận với 4 lần phá lưới kiêng kềnh trắng. Bên kia chiến tuyến, Arda Güler cũng tạo dấu ấn với cú đúp trong hiệp 1. Ngoài ra, Joselu cùng Lucas Vazquez cũng lần lượt lập công để giúp Los Blancos có trận hòa 4 đều đầy kịch tính. Hiện tại, Real Madrid đang có 94 điểm sau 37 trận đấu. Tạm bỏ lại những dấu hỏi xung quanh tương lai của Xavi thì Barcelona đã có cuộc đấu rất tốt trước Rayo Vallecano. Ngày phút thứ 3, Lewandowski mở tỷ số cho ông lớn xứ Catalan. Đây cũng là pha lập công duy nhất của hiệp 1 nên Blaugrana đã bước vào giờ nghỉ cùng lợi thế về mặt tâm lý. Nửa sau cuộc đấu chứng kiến việc Pedri là một cú đúp, còn Rayo Vallecano vô vọng trong việc tìm bàn thắng danh dự.
Vì vậy, Barcelona có chiến thắng ấn tượng 3-0 để duy trì vị trí thứ hai với 82 điểm ở trong tay. Trái với Barcelona thì Atlético Madrid lại khiến các fan cực kỳ thất vọng. Nguyên nhân là bởi thầy trò Diego Simeone đã để Osasuna chọc thủng lưới tới 4 lần ở cuộc đấu đêm qua. Việc này khiến bàn thắng của Alvaro Morata trong hiệp 2 chỉ còn mang ý nghĩa danh dự. Tuy nhiên, dù thảm bại 1-4, nhưng Atlético Madrid vẫn duy trì được vị trí thứ tư khi vòng 37 khép lại. Đụng độ Lazio ở vòng 37 Serie A và Inter Milan đã để đội bạn chọc thủng lưới trong hiệp 1. Phải mất khá nhiều công sức, De Zazzori mới có thể gỡ hòa sau pha lập công từ Dejan Dumfries. Đây cũng là điểm nhấn cuối cùng ở cuộc đấu nên hai bên hài lòng với tỷ số 1 đều. Hiện tại Inter Milan đang có 93 điểm sau 37 vòng đấu. Được chơi trên sân nhà trong cuộc đấu với Genoa và AS Roma đã tỏ ra lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thế nhưng ông lớn nước Ý không thể có bàn thắng trong 45 phút đầu tiên. Mọi chuyện chỉ khác đi trong hiệp 2 khi Lukaku mở tỷ số cuộc đấu. Đây cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu nên AS Roma đã có chiến thắng tối thiểu khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Cập nhật trên đồng nghĩa với việc thầy trò Daniele De Rossi có 63 điểm và đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Đụng độ đối thủ dưới cờ Metz ở vòng cuối của Ligue 1 và Paris Saint-Germain đã có bàn thắng ngay phút thứ 7 của Carlos Soler. Mọi chuyện sau đó tiếp diễn theo chiều hướng có lợi cho ông lớn nước Pháp khi Lee Kang-in nhân đôi cách biệt ngay trong hiệp 1. Bên kia chiến tuyến, Metz vô vọng trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự. Vì thế, Paris Saint-Germain có chiến thắng 2-0 để kết thúc Ligue 1 mùa này với ngôi vô địch và 76 điểm. Bên cạnh đó, đây cũng là cách để thầy trò Enrique chạy đà trước trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp. Sau khi khép lại hành trình đáng nhớ ở Liverpool, thì huấn luyện viên Jurgen Klopp dự định sẽ có một kỳ nghỉ dài. Phát biểu trước truyền thông, chiến lược gia người Đức tái khẳng định mình sẽ không dẫn dắt thêm một đội bóng nào khác tại EPL. Do vậy, có lẽ các fan của làng Tuchel sẽ phải chờ đợi một thời gian để thấy chiến lược gia 56 tuổi tái xuất ngoài đường biên. Huấn luyện viên Pep Guardiola là kiến trúc sư trưởng giúp Manchester City giành được rất nhiều thành công thời gian qua. Vì vậy, các fan của đội chủ sân Etihad cực kỳ vui mừng khi ông thầy người Tây Ban Nha vừa lên tiếng về tương lai của mình. Theo đó, Pep còn hợp đồng với The Citizen và chắc chắn vẫn sẽ dẫn dắt đương kim vô địch EPL mùa giải tới. Vì thế, điều mà các fan quan tâm hàng đầu hiện tại chính là những bản hợp đồng mới mà ông thầy 53 tuổi muốn chiêu mộ. Manchester United đã trải qua mùa giải tụt lùi về mặt thành tích khi không nằm trong nhóm có vé dự Champions League vào mùa sau. Thế nhưng huấn luyện viên Erik ten Hag lại tin rằng Quỷ Đỏ hiện có vị thế tốt hơn 12 tháng trước đây. Nguyên nhân được chiến lược gia người Hà Lan đưa ra là đội chủ sân Old Trafford đã có thêm nhiều cầu thủ chất lượng hơn ở trong đội hình. Tất nhiên các fan Manchester United chẳng thể chấp nhận luận điểm trên và thậm chí Ten Hag còn đứng trước nguy cơ bị sa thải nếu đội bóng chủ quản thất bại ở trận chung kết Copa Bay. Như vậy chúng ta cùng đi hết những cập nhật đáng chú ý của thế giới bóng đá trong 24 tiếng qua. Một tuần mới đã đến và chắc chắn làng Tuchel sẽ chào đón những thông tin mới hấp dẫn. Do vậy đừng quên theo dõi các video thuộc hệ thống kênh bình luận viên Anh Quân. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui.